bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả tất cả hạnh đại bồ tát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có tất cả hạnh đại bồ tát có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có quả vị giác ngộ cao tột của chư phật có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tất cả hạnh đại bồ tát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả trí nhất thiết trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có trí nhất thiết trí có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có tất cả tập khí phiền não tương tục và nghĩ có sự vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đạn bồ tát tu xả trí nhất thiết trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả cảnh giới hữu vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả cảnh giới vô vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có cảnh giới hữu vi có xả sự tu này thì chẳng phải là tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có cảnh giới vô vi, có xả sự tu này, thì chẳng phải là tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả cảnh giới hữu vi, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả cảnh giới vô vi, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa.